Vụ Tanmonida chiếc lá bay tử nạn, bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng, hé lộ tình tiết gây phẫn nộ. Những ngày qua, showbiz không khỏi chấn động trước vụ tai nạn thương tâm của nữ diễn viên Tanmonida. Chiều ngày 26 tháng 2, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin lực lượng chức năng địa phương thông báo đã tìm thấy thi thể nữ diễn viên chiếc lá cuốn bay Tanmo Pattaratida. Anh trai cô cũng đã xác nhận tin buồn với truyền thông. Mặc dù đội cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm hết sức có thể với hy vọng cứu được nữ diễn viên, nhưng cuối cùng phép màu không xảy ra. Chia sẻ với giới truyền thông, người yêu của Tanmo Pattaratida cho biết bạn gái từng có tâm nguyện muốn hiến xác của mình cho các sinh viên y khoa nghiên cứu học tập. Suốt những ngày qua, bạn trai của Tanmo Pattaratida vẫn luôn túc trực ở hiện trường với hy vọng sớm tìm thấy nữ diễn viên xấu số. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười đối với Tanmo Pattaratida. Trước đó, vào đêm 24 tháng 2, nữ diễn viên Tanmo Pattaratida gặp phải tai nạn hy hữu khi đang cùng bạn dạo sông Chapraja. Sự việc xảy ra lúc nước sông đang chảy lên về phía Nothaburi. Đội cứu hộ gồm 15 người lần lượt lặn xuống nước để tìm cô nhưng không thấy. Nói về sự nghiệp của Tanmo Pattaratida, cô đã mất vài năm để vực dậy sau hôn nhân đổ vỡ. Đến năm 2018, cô nhận nuôi một bé gái, dần hoạt động trong làng giải trí trở lại. Trước khi mất vì đuối nước chưa lâu, nữ diễn viên công khai hẹn hò với bạn trai mới, người đã khiến cô mở lòng sau cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Được biết, tang lễ của Tanmonida sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 3 năm 2022. Lễ viếng được diễn ra vào ngày 11, 12, 13 tháng 3 tại nhà thờ Church of Joy, Bangkok. Linh cữu của nữ diễn viên quá cố sẽ được hỏa táng vào ngày 14 tháng 3 tại nhà thờ Ransit Methodist Church, tỉnh Pathum Thani, cùng địa điểm với tang lễ của bố nữ diễn viên. Vụ án nữ diễn viên Tanmonida tử nạn sau khi rơi từ du thuyền trên sông Chabraja vẫn còn nhiều điểm đáng nghi với những tình tiết phức tạp. Mới đây nhất, các trang tin của Thái Lan cho biết sở cảnh sát Muan Nothaburi phát lệnh bắt người phụ trách thuyền Tanupat Lethawewik, hay còn gọi là Po, trong vụ nữ diễn viên Tanmonida, Tanmo Pattaratida tử nạn vì rơi xuống sông hôm 24 tháng 2. Đây chính là động thái gây chú ý nhất của vụ việc tại thời điểm hiện tại. Theo trang Thái Rát, Po bị bắt giữ vì ba vấn đề: giấy phép sử dụng thuyền đã hết hạn, đi chạy khỏi khu vực sông được chỉ định trong giấy phép và có hành vi cẩu thả, gây ra cái chết cho người khác. Không chỉ có Po, một nhân vật khác cũng bị bắt chính là Paibun Trikanchanathan Robert với tội trạng tương tự. Robert được xác định là người điều khiển chiếc thuyền vào thời điểm xảy ra tai nạn khiến Tanmo rơi xuống nước. Trong buổi trình diện với cảnh sát, Paul đã chia sẻ câu chuyện tại thời điểm kinh hoàng. Khi Tanmo rơi xuống nước, tôi không nghe thấy tiếng gì cả bởi cô ấy đang ở đuôi thuyền. Trên thuyền chúng tôi đang bật nhạc bằng loa lớn, cộng thêm với tiếng sóng. Khi có người ngã thì rất khó để nghe thấy tiếng. Thuyền chạy với tốc độ chậm, cũng có cả xuồng cứu sinh, nhưng chúng tôi không nhìn thấy ai cả. Tôi thừa nhận lúc đó không ai mặc áo phao cả. Trước đó, vào ngày 26 tháng 2, Cục Hàng hải Thái Lan đã ra quyết định khởi tố Paul và Robert. Theo thông tin từ trang Thái Rát, giấy phép sử dụng con thuyền Tanmo và nhóm bạn thuê để đi dạo sông Chapraja đã hết hạn từ ngày 27 tháng 1 năm 2022. Hạn bảo hiểm cũng đã hết vào ngày 28 tháng 1 năm 2022. Đáng chú ý, người điều khiển con thuyền hoàn toàn không có bằng lái. Theo luật, với trường hợp giấy phép hết hạn, người chịu trách nhiệm sẽ bị phạt 10.000 bạc, tương đương hơn 7 triệu đồng. Trong khi đó, người lái thuyền nếu không có chứng chỉ sẽ bị phạt tù không quá 6 tháng, kèm theo phạt tiền 10.000 bạc. Hiện tại, vụ việc đang gây xôn xao dư luận Thái Lan. Trong đêm bịnh mịn, nhóm bạn bao gồm 3 nam 3 nữ của Tanmo có uống hết 3 chai rượu. Sau đó, nữ diễn viên có đi ra phía sau thuyền để đi vệ sinh. Vì sàn trơn trượt nên nữ diễn viên ngã xuống sông. Tuy nhiên, vì tiếng nhạc trên thuyền quá to nên người lái tàu đã không nghe thấy. Mất tới 38 giờ đồng hồ, thi thể của Tanmo mới được tìm thấy. Sau khi trục vớt, thi thể nữ diễn viên đã được đưa về Viện Nghiên cứu Pháp Y để phục vụ công tác khám nghiệm.